Xong rồi anh gửi đồng chí để tôi lập biên bản nhé. À, phải à? Chính phủ luôn ạ. Nó thì cái là cái gì? Đâu có bằng chứng thì đưa đây cho nào. Điện thoại của em đâu? Điện thoại tôi hết tiền tôi bán rồi được chưa? Em đây, hình của em đây, em còn cái gì? Đấy, không phải cùng mình làm sao biết mở. Còn đây vẫn còn cái à? Thank you.
ra. Vì nó phá hết hai đứa tiền đấy, cả tiền của gia đình em. Thế là em kiểm tra xem mất những cái gì nữa nè, có mất tiền bạc nhiều không hay là mất mấy đồng thôi? Mất tiền. Ừ. Còn nồi niêu xoong chảo không mất gì đâu chứ? À, đồng chí xem kiểm tra xem là có cái gì hung thủ nó để lại không? Xem nào đây. Tình hình là nó manh động lắm rồi đấy, không để như này được đâu. Nó phải lấy tiền của anh ta đi xem nó, tình hình xem thế nào đó. Để lập biên bản xem là mất những cái gì. Xong ấy để đồng chí để tôi lập biên bản nhá. À, có cái điện thoại, điện thoại ai? Điện thoại em ạ. Không ạ, em không có điện thoại đâu. Thế đồng chí xem nào, xem có ai nào, xem mở ra xem nào. Ừ, có ảnh của ai này em? Cái này là của thằng Phúc rồi anh ạ. Phải nó không? Phải ạ. Đồng chí chắc, đồng chí xác nhận lại xem nào. Phải không? Phải không? Phải à? Chính Phúc luôn ạ. Phải nó thì khả năng em biết nhà nó ở đâu không? Em có, em biết ạ. Ờ. Vâng. Rồi, thế để anh em mình cùng tiến đến nhà nó đấy. Nhà nó làm việc này. Vâng. Anh lập biên bản nhé. Vâng ạ. Nhưng là đồng chí xem kê khai nhà em có những cái gì. Để bắt đầu lập biên bản. À, em mất những cái gì nào? Mất tiền ạ. Nó lấy hết tiền, nó lục lọi hết tiền. Khoảng bao nhiêu tiền? Tầm mấy triệu ạ. Em cũng mất tiền. Cứ cho là em kê khai hẳn đi xem là bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền là đến nó khó lắm. Tầm 7 triệu gì đấy. Ờ, anh kê khai 7 triệu nhá. Vâng. 7 triệu. À, còn mất gì nữa không? Không ạ. Ừ. Có về phá đồ đạc nữa. Có nhận được. Thu được một cái điện thoại tang vật. Điện thoại tang vật. Thế thôi chị nhỉ. Một. Thế thì em ký vào đây cho anh. Ký vào đây xác nhận là có mất 7 triệu. Ký vào đây xong xác nhận để đi đến nhà. Em có cần đọc lại không? Rồi. Xong. Rồi. Thì... Thôi, tôi cho vào đây đó. Cầm tay không là lúc đối tượng không khai nhận là đau đầu á. Đi, mình đi ra. Em chỉ đường đấy. Này, mở cửa ra đi, mở cửa ra đây. Phúc ơi, mở ra anh em nói chuyện tí đây. Mở ra đây. Mở cửa ra. Mở ra nói chuyện đây. Ủa hộ tôi đồng chí. Nào, mở ra đây. Mày ra đây cho nào. Mở ra ngoài anh em nói chuyện đây. Đi đây. Ra đây, ra nói chuyện đây. Gì hả? Ra... Làm gì đâu mà sáng kéo nhau đến này. Tìm cửa nhỉ? Nhà em này bảo là em đến quấy rối.
phá phách trong nhà. Chịu, lâu lắm không đi đâu rồi. Thế sao tự nhiên thấy lại trốn vào là đóng cửa vào là sao anh em gọi để phải trốn đấy. Đội đâu, không muốn gặp ai, trốn thôi, đi đâu. Làm sao mà. Bây giờ là có anh cũng vào nhà em này rồi. Thì thấy có bằng chứng hết rồi. Bằng chứng đi đâu đưa đây hả? Đâu, đâu, bằng chứng không? Em không phải cãi, bạn anh. Thế bây giờ em vẫn không nhận là em đi vào phá hoại nhà người ta đúng không? Mấy hôm nay nhà suốt thấy đâu hết, nhận cái gì? Đâu, có bằng chứng đi đưa đây xem nào. Thế điện thoại của em đâu? Điện thoại tôi hết tiền tôi bán rồi, được chưa? Em đưa đây cho em. Cái này là điện thoại của ai? Chịu rồi. Cái này của ai? Hình của ai đây? Ở đâu ra đưa cái điện thoại vào đây xong bảo của tôi là như nào? Không phải hình ảnh đây, hình của ai đây? Em đi đây này. Cãi gì? Đây là của ai? Hình đây của ai? Rõ ràng là có hình ở đấy rồi, cũng không nhận. Đây. Chịu không biết. Thế đây không phải của em thì của ai? Đây, tôi chưa được chụp bức ảnh nào như thế này luôn đấy. Thế đấy của ai? Không biết. Thế bây giờ là lên lại mình lại về. Nói chung không phải của tôi thôi. Về xã giải quyết. Cầm đâu cái điện thoại xong bảo của tôi là như thế nào? Về xã giải quyết. Đâu là xem lại thế nào? Đây. Người đây còn cãi gì? Hình của em đây. Em còn cãi gì? Đấy, không phải của mình làm sao biết mở. Còn đây vẫn còn cãi à? Thế không phải của em sao em biết mở? Thế của em gì? Thế bây giờ tình hình nào? Thế đầu cho cứng đầu thế. Sao bây giờ... Thế bây giờ lên trụ sở đi nhỉ? Không, bây giờ... Dẫn cho lên trụ sở đi. Cho nó... Lấy ý tưởng trình lời khai nó tí đã, xem như thế nào. Thế bây giờ lại quen được cũ rồi thằng này. Mấy lần rồi đây. Được rồi. Ngồi vô đây. Ngồi dạ. Tắt chi? Ê, như thế nào nói ra hết đi em ơi đi, để bắt đầu anh ghi nào. Đừng có cứng đầu. Vào nhà em là khoảng mấy giờ? 3-4 giờ chiều. Vào 3-4 giờ chiều. Làm những cái gì? Có làm gì không? Phá nhà phá cửa. Phá nhà phá cửa. Đồ đạc. Tiền nong có lấy không? Lấy tiền. Ôi, thế này chắc mình không tường trình đi em thôi. Em lấy bao nhiêu tiền? Không biết được. Làm cái biên bản thôi ông ơi. Xong rồi cho lên trên thôi chứ đây mình làm sao. Các phạt tiền đấy, phạt cửa đọc, nhà như thế. Đọc vào xong là ký vào đây cho anh. Ký đi. Đúng không? Đúng quá chứ còn gì nữa. Rồi. Ê, mình thật. Đồng chí đưa đối tượng này lên trên kia đi. Quen đường cũ. Lên đây. Không, 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 không. Anh cho xin lỗi lần này đi anh ơi. Em sai rồi anh ơi. Lần trước em cũng xin như thế rồi nhưng mà em không làm gì đâu. Em lỗi lần này thôi anh ơi. Đưa đi. Đồng chí đưa đi. Đi lên đấy xong giải quyết xong. Mấy lần rồi. Rồi. Em lái xe đấy đi chờ anh nhé.
Thank you.
Mày nằm ngay buồn luôn, để đâu, không. Mày, thằng này, hai lần đạp tao rồi. Không ai để đồng chí để tôi lập biên bản nhé. À, phải à? Chính phủ luôn ạ. Nó thì cái gì đâu có bằng chứng đi đưa đây xem nào. Điện thoại của em đâu? Điện thoại tôi hết tiền đã bán rồi được chưa? Em đây, hình của em đây, em còn cái gì? Đấy, không phải cùng mình làm sao biết mở? Rồi.
nhớ thôi mà cái phim quá gì. Lúc bữa lúc em bầu cần bác. Quen đứng trên đình lúc bữa lúc ý Thank you.
Mày là cùng hồi ทองมาอยู่ข้างมาอยู่ไหนก็เออทองมาอยู่ข้างไหนไปลูกบ้านไหนกี่ได้ปีอะลูกเปียที่เก่าเปียเก่าเปียเออมาลูกไปเรื่องที่หลานลมมอนูทองมาลูกมาอยู่มึงมีเก่าเปียงเอื่อนให้เอื่อนเหรอเนี้ยคือตัวตามไปคอยไปดิเฮ้ยไก่เมียตัวเล่นถังมาไอ้แม่ตัวพอมีลูกคงอายุเกินอื่นค่ะบ่เป็นอื่นไอ้ทั้งหมู่คนขายังนี่ก็กลับแล้วลุงนี่ก็เป็นกันอะไรหึงนะต่อบ่ซั่นแหละย้ํามาทั้งอื่นทะบัดไปไหนแม่จึงเออลุงมาทั้งอื่นแม่ไอ้หันมันอยู่ไอ้มาเดี๋ยวองค์โหทําให้ลูกเฮาเตียงอื่นเตียงเกินนี่น้องสองเลยลูกอายุเลยเนียวเดินไหนไม่ลูกเขาดูปกันเว้นแล้วไอ้กันลักลูกเขาดูปกนะดูปกได้นะอันไหนลูกบุญยศีเอาจนแม่เว้นเลยยศีแม่ตู้ฟันเหี้ยไปตีเขาตีเหนี้ยไปหลายไปมามาตีเหี้ยเหลือตีเหี้ยตีเหี้ยแต่แม่เทียบมาบ่มันมาเลยทอมันดูของหายู้เลยมีเงินกู้จ่ายนี่เติมเฮ็ดในโต๊ะเป็นโต๊ะอะไก่ลูกคุณก็ดอกอีเนาะ
đã quyết định giá cái mà mở tiệm phết vậy. Lục bữa đâu yên lắm, lục bữa lục quen tàu cần lát lắm. Quen hướng tới anh thề mình cả quen lắm mà về phết. Lục bữa đâu yên lắm. Mang cá cửa. Thôi mới đóng tôi nồng. Rồi cũng mới nhất chi à? À, mình thấy thôi mới lúc hai chú quen nhá. Cá mà lát mới quen để mới nhất chi. Tò ăn chuyện này lúc nồng hát cá. Phân tích hôm anh góp ý mình cái hang giải quyết cá bữa đó đâu. À, để khổ với sang chỉ nghĩ sang để ký càng. Chẳng hạn phản ứng vậy đi. Chỉ là gió hậu đi. Cần ông cần mà bước chậu hồ thế mất mới nhất trí rồi vẫn như ông mà vẫn như hơi rú bút thảm hồ hỉ đại bực ông mà với bút thảm khảo trí ông mà đâu hết lão ở đây với phương nữa chỗ muốn nghe vậy. Hù hăng hở tỏ góp ý vẫn cái hở vú. Cái chỗ này bày quyền từ khu nào mất nó. Hay là lại bằng rồi đấy. Quả nắm quả thêm bốn cái nhẹ được. Quyền hay là hắn cái thái nó. Cá mà cá tôi thích vú đấy.
lá cấy không thả, tôi cũng muốn thả thả để thả lá còn thả cấy còn. Nó chửi mày em muốn nghe. Thank you.
Còn người ta cấy rồi mà thả luôn mà chín nữa cả thả để nó thả lá cò thả cho cấy cò được chưa biết rồi vậy không cần thả nữa biết cần thả lại nấy cả thả để nó thả chuyện này chuyện của mẹ mà bố mới quyền nó cháu mà hết luôn rồi đó lúc bé bé hai đứa cái con cái con ngán mà giờ đẻ lại đứa trai lại trai lắm anh này cơ hắn khổ lúc bé đâu đẻ hai rồi giờ mà bố nghĩ mà bà lão luôn người ta mở hết luôn để mở phép thì cũng mà mở rồi bắt đầu đi đâu anh này chuyện của y mà kẻ y phước đi qua nó thằng mở mở mà nó nhà ổn này nha nó bắt lại nữa nên nó có cháu hổ hổ bụ điện hổ cãi đai à cái kệ giá hù vậy đó tại luôn ấy chứ giờ ai này đấy mẹ là suốt ba chú lần cày phụ dùng bé đây việc ngoan mẹ chỗ xuống bao giờ nè anh kia cãi không phải để lại yêu cầu hồi lúc mà chú hãy chứ đây ủng hộ đó anh này lúc có chấp nhận lúc cái... bé có chấp nhận đó tọ hãy lúc lên bố cày phụ lúc có lúc vậy hãy lúc lại lúc cày phụ chú đó mà vì quyền ăn tiền bố ấy anh này chuyện này anh viết viết này viết của mẹ đó mẹ bạn của mẹ đó mà cứ lão ấy à phát mà đừng mà bố bên tập đuối nó vô ta con lộn nó mà cây mình lúc này cây dám bắt nó rồi cây khi ăn cái bữa ăn hôi chỗ bây giờ tọ vẫn muốn ăn bực ra đó lúc chỗ mày em muốn nghe cháu con muốn nghe đại bữa cá bún chắc cái ý bún chắc biết mẹ thay mặt liền ta đây ức cái liền nhỏ hơn cũng có cá
cảm bắt đầu hồi lại phải tổ nó thông cảm ở đếch hồi nhỏ không sao ngủ đâu anh chú nấu cái hắt cháo vô cái lạnh.